Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Honda SH lột xác cực kỳ chất, đi cùng cái khẩu pháo kịch độc của cái chiếc là Adventure đình đám nhà Ducati. Phiên bản SH dọn hôm nay được tái thiết từ cái nền tảng của chiếc SH 150. Số cho mình những cái điểm nhấn chủ đạo là hệ thống ống xả kịch độc, chắc chắn sẽ khiến những anh em ấn tượng vì khác biệt hoàn toàn với những cái bản dọn lên cái hệ thống ống xả là 4 Rush quốc dân. Mặt tiền của chiếc xe hôm nay được hoành tráng lệ bởi 3 phụ kiện nổi tiếng của nhà SinFast, gồm có phần ốp não, mặt nạ, chạy trước. Chưa dừng ở đó, hệ thống cái đèn lái còn xịn cho mình một cái cặp bi cầu LED, xuất hiện một cái vòng thiên thần lục giác và mắt quỷ đỏ màu. Tay thắng nguyên bản đã được thay mới bằng cái tay của CZ Carbon lắp đặt hoàn toàn như cụm sim. Cái vị trí bên trong dàn tay lái hiện cho nên đối xứng hơn khi được trang bị cho mình đồng thời cái cụm gạt Dono ở bên phải và cái cụm cộng tắc đèn đà ở bên trái. Cái chân kính bên phải hiện tại được cố định một tiếng đồng hồ của Malaysia, hiển thị cái vòng tua máy và nhiệt độ nước là mát. Cái gương chiếu hậu hai bên tận dụng cái gương của Motorcase, thương hiệu đến từ Đức, chế tạo với hai cái bánh nhôm CC, hoàn toàn không bị cái tình trạng chạy chỗ như các dòng sản phẩm kính khác có mặt thị trường hiện nay. Cái hiệu năng nhún nhảy của cái chiếc SX hôm nay đã đến từ một cái cặp phục của Legend Advanced Steel hàng hiệu. Chiếc cặp phục này nó được bổ sung thêm cái dụng cụ HPA dày để giúp quá trình cài đặt cái phần tải trọng diễn ra dễ dàng hơn. Hệ thống thắng trước sau không có phần thay đổi cái phần heo dầu, tuy nhiên thắng đã được nâng cấp điện của băng kim hỗ trợ quá trình hãm phanh diễn ra hiệu quả hơn, đồng thời cút ngắn cái quãng đường phanh nâng cao cái độ an toàn cho người lái. Và Kembo trước mắt anh em là một cái dòng sản phẩm đến từ là Aramis, sản xuất dành cho cái chiếc Ducati Montesa V2, mang cho mình cái động cơ là 937cc, nên khi gắn phải thông qua cái cổ của Titan sao cho tương thích với cái khối động cơ của chiếc SX dọn hôm nay, không bị hợp ga trong quá trình vận hành. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng em ấy lần nữa nhé. Future hồi sinh theo một cái size của nước bạn làm cho nhiều người thích thú. Cái chiếc Future hôm nay đã hoàn toàn rũ bỏ cái diện mạo cũ kỹ bị thời gian tàn phá, để trở nên thời thượng cao cấp hơn rất nhiều, thay đổi phong cách của nước bạn. Với một cái màn lột xác dễ ngoài hoàn toàn mới của chiếc Future hôm nay đã làm cho nhiều anh em nhầm lẫn với một cái mẫu xe nổi tiếng của Honda Thái Lan. Hiện tại thì cái chiếc Future hôm nay so cho mình dàn áo của chiếc của Chalam Y chính hãng của Honda Thái Lan. Quá trình lắp đặt cái bộ áo này, người chủ đã thực hiện trau chuốt một cách tỉ mỉ, tính từng chi tiết và phần tem cũng là thông số vân. Một cái đặc điểm nữa của chiếc của Chalam Y như cái cụm đèn lái so cho mình hai cái bóng đèn hầm hố cũng được phơi bày đầy đủ. Ngoài ra, chủ nhân của chiếc xe hôm nay còn lắp đặt một cái vỏ trước để con xếp cân của mình tiện hơn khi tiếp cận với những cái dòng xe của Thái Lan. Không đơn giản như trước đây, sức hút của chiếc Phi hôm nay đã được cường hóa bằng những trang sức xịn sò như cái cụm thắng của Rebobis, bình dầu khói, nắp Daytona, gù Daytona, cụm tăng tốc Suzuki AM. Ai dầu nguyên bản hiện tại được thay mới cộng dầu heo bóng độc S, chú trọng vào cái sự gọn gàng, ngoài ra còn có thêm ngắt dầu đỏ rực làm điểm nhấn chủ đạo. Hiện tại dàn chân trước đã bổ sung thêm phát nhôm CC, lòng đĩa CC để phục vụ mục đích là lên heo của Rembrandt 2bit đĩa 128 Racing, giúp chúng kết hợp với nhau một cách là chặt chẽ tạo ra được thắng hiệu quả nhất. Giống như nhiều bản độ đến từ Thái Lan, hai bánh trước sau của chiếc Phi hôm nay đều được trau chuốt bằng cái niềng của Angron, một cái dòng niềng hai màu bắt mắt, nó vừa trông vô cùng hài cổ, vừa cho nên bóng bẩy khi kết hợp cùng với cầm Nova. Ngoài trang bị như cổ Titan thì người chủ cái chiếc Phi hôm nay tạo diện mạo cho cái động cơ bằng những món đồ chơi cũng khá đẹp, như cái gác chân của Super Cup C105 hay cần số của Nuracin, cái chấm nhìn của SA. Với cái cặp phục Honda Monkey 100 cho cái chiếc Future hôm nay, thật sự nó vô cùng đặc biệt vì một cái cặp lò xo đỏ độc đáo, hoàn toàn khác biệt với cái lò xo vàng hay lò xo đen. Cái cặp phục được trang bị chén CC hạn chế lo cái lò xo phía trước ở bên trái bị cả cấn dịch cái phần hộp sên. Và đây chúng ta thấy có sự hiện diện chỉ lực cổ Olin 68m giúp chiếc xe ổn định hơn khi vận hành giải tốc độ cao, không bị lắc dù lao qua cái phần ổ gà hoặc di chuyển trên những địa hình bắp mù, nhưng ta lái vẫn tuyệt đối thẳng khớm. Chúng ta cùng chi biểu em ấy lần nữa nhé. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hãy đăng ký tiếp nhớ like, share, subscribe.